Nhà tù vốn là nơi giam giữ tội phạm, thường được biết đến như chốn nguy hiểm, đáng sợ, bẩn thỉu và tối tăm. Nhưng bạn đã từng nghe tới những nhà tù sang trọng và đẳng cấp bao giờ chưa? Trên thực tế, những nhà tù xa hoa này chẳng khác gì khách sạn 5 sao, nơi tội phạm có thể tận hưởng cuộc sống bất ngờ đến khó tin. Có nơi thì công bằng cho tất cả, nhưng cũng có nơi chỉ dành cho giới siêu giàu và quyền lực. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có những nhà tù do chính tên tội phạm tự bỏ tiền ra xây dựng cho chính mình, hoặc nơi mà tù nhân có thể tận hưởng spa làm đẹp, hay thậm chí sử dụng trực thăng để đi chơi. Ngay bây giờ, hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá 8 nhà tù xa hoa bậc nhất thế giới trong video này nhé! Cuộc sống đằng sau song sắt giống như thiên đường của nữ doanh nhân Indonesia. Atanita Suryani là một nữ doanh nhân Indonesia nổi tiếng với việc tham gia hối lộ một công tố viên 660.000 đô, tức là gần 17 tỷ đồng. Kết quả, bị tòa án Jakarta kết tội tham nhũng 5 năm tù giam từ ngày 29 tháng 7 2008. Nhưng ngay cả khi vào tù, Atanita vẫn tiếp tục con đường hối lộ. Trong tù, Atanita đã dùng tiền mua chuộc cai ngục và lính canh của mình. Đổi lại, họ đã biến phòng giam ẩm ướt bẩn thỉu của bà ta thành một khách sạn 5 sao sang trọng. Khi đài truyền hình địa phương nhận được thông tin về những gì đang diễn ra, họ đã quyết định đến kiểm tra nhà tù một cách bất ngờ. Tại đây, bà Atanita bị bắt quả tang đang thực hiện liệu pháp làm đẹp bằng laser trong một phòng giam rộng 64m², đầy đủ tiện nghi như tivi màn hình phẳng, giường lớn, phòng tắm riêng và cả máy hát karaoke. Không chỉ vậy, Atanita còn có đến 3 người hầu gái phục vụ như một nữ hoàng, cùng với đặc quyền tiếp khách không giới hạn, thoải mái mời các thợ làm tóc và chuyên gia làm đẹp vào tù để chăm sóc cho sắc đẹp của mình. Khi người dân Indonesia chứng kiến những đoạn video về cuộc sống như thiên đường của Atanita sau song sắt, họ vô cùng phẫn nộ trước sự ưu ái đặc biệt mà bà ta nhận được. Đây cũng là lý do vì sao nói rằng ở Indonesia có những nhà tù 5 sao được chọn lọc chỉ dành cho những kẻ biết hối lộ. Tuy nhiên, trường hợp sau đây còn đặc biệt hơn nữa vì tù nhân này không chỉ giàu có mà còn rất quyền lực. Quý tử của cựu tổng thống Indonesia vẫn được hưởng cuộc sống đế vương trong tù. Trong khi những tù nhân khác phải ngủ trên sàn xi măng cứng trong những phòng giam bẩn thỉu, chật chội, thì cuộc sống của Tommy Suharto lại hoàn toàn khác biệt. Tommy Suharto là con út của cựu tổng thống Indonesia Suharto. Tommy bị buộc tội vì chủ mưu ám sát thẩm phán tòa án tối cao vào tháng 7 năm 2001, người đã hạ lệnh bắt và bỏ tù Tommy vì một hợp đồng mua bán đất mờ ám vào năm 2000. Cậu quý tử của ông Suharto còn bị cáo buộc tội sở hữu súng trái phép. Với hai tội danh trên, theo lẽ thường, Tommy sẽ phải nhận án tử hình, nhưng bằng cách nào đó, anh ta chỉ bị bỏ tù tại nhà tù Batu trên đảo Nusa Kambangan ở phía nam Java. Thế nhưng chớ trêu thay, nhà tù này lại chính là nơi mà cha của Tommy, ông Suharto xây dựng để giam giữ những tù nhân chính trị và người bất đồng chính kiến trong những năm ông ta cầm quyền. Tommy là tù nhân được đặc quyền ưu đãi, hưởng thụ lối sống vật chất đầy đủ tiện nghi. Phòng giam của Tommy có 3 phòng như một căn hộ nhỏ. Nó bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm. Phòng ngủ của Tommy có tivi 21 inch, giường nệm, điều hòa và lát sàn bằng gốm. Từ phòng giam của Tommy, anh ta có thể ngắm nhìn một sân vườn xinh xắn với hồ cá nhỏ. Tommy thậm chí còn được phép sử dụng trực thăng để đi chơi và đến gặp các bạn gái. Tất cả đặc quyền ấy nhờ việc anh ta bên ngoài nhiều tiền, bên trong là con trai út của một cựu độc tài người Indonesia. Cha của anh đã cai trị đất nước trong 32 năm và trong quá trình đó đã đánh cắp hàng tỷ đô la ngân khố quốc gia. Nhà tù 5 sao xịn hơn cả nhà ở của người tự do. Hãy cùng khám phá nhà tù 5 sao sang chảnh Leo Ben, nơi được mệnh danh là thiên đường dành cho tội phạm. Thiết kế bên ngoài của nhà tù rất hiện đại, bên trong cũng được trang trí hết sức sang trọng. Nó sang trọng đến mức thậm chí không được gọi là nhà tù, mà là trung tâm tư pháp Leo Ben ở Áo. Đây là một nhà tù an ninh thấp, dành cho những người không phạm tội bạo lực. Mỗi phòng giam đều có phòng vệ sinh riêng, cửa sổ và ban công có rào sắt bao quanh. Từ ban công có thể nhìn ra khu vườn dưới sân. Cứ 15 phòng giam sẽ có khu sinh hoạt chung và một nhà ăn với đầy đủ thiết bị. Các phạm nhân có thể tự nấu ăn, dụng cụ nấu bếp hầu hết đều được làm bằng kim loại, trông không khác gì căn bếp bình thường. Ngoài môi trường sống thoải mái như một khu chung cư, trong nhà tù còn có cả phòng tập thể thao với bóng rổ, tennis, phòng cầu nguyện, phòng trà, phòng khách để phạm nhân tiếp đón người nhà. Điều đặc biệt nhất là các tù nhân có thể hẹn hò với người yêu vào một ngày nhất định trong tuần. Họ có thể trò chuyện trong phòng giam hoặc cùng nhau đi dạo trong khuôn viên xanh mát xung quanh nhà tù. Các tù nhân cũng được phép mặc quần áo bình thường thay vì phải mặc đồng phục cải tạo. Có thể nói, cuộc sống trong tù của họ không khác quá nhiều so với cuộc sống bên ngoài.
chùm ma túy khét tiếng xây nhà tù cho chính mình. Nói về những nhà tù xa hoa, chúng ta không thể không nhắc đến La Catedral ở Colombia. Đây là lần duy nhất trong lịch sử một tên tội phạm đã tự bỏ tiền ra để xây dựng nhà tù cho chính mình. Trở vào cuối những năm 1980 tại Colombia, Pablo Escobar là ông chùm ma túy giàu có và khét tiếng nhất thế giới. Năm 1989, chính quyền công khai tuyên chiến với tên này. Sau cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai bên, Pablo Escobar ngầm cử người đàm phán với tổng thống tại vị. Điều kiện để hắn đầu hàng là phải giảm án tù xuống còn 5 năm, được giam giữ trong nhà tù do hắn tự xây, được bảo vệ bởi vệ sĩ do đích thân tên chùm lựa chọn, đồng thời được quân đội Colombia bảo vệ khỏi kẻ thù. Chính phủ Colombia đã đồng ý và ngay sau đó, nhà tù La Catedral được xây dựng. Hoàn thành vào năm 1991, La Catedral không phải là một nhà tù thông thường, nó giống như một biệt thự trên những ngọn đồi ở Medellin. Pablo Escobar đã xây dựng nó không phải để làm nhà tù, mà là để biến nó thành sân chơi cho mình. Đó là lý do tại sao mọi người gọi nơi này là câu lạc bộ Medellin hoặc khách sạn Escobar. Kiến trúc này chiếm khoảng 28.000m2 diện tích ngọn đồi, nơi chủ ma túy hay tới chơi và thủa ấu thơ, giúp hắn có thể quan sát trực tiếp ngôi nhà của gia đình. Khu nhà tù được trang bị giường xoay hình tròn, 4 tắm sục jacuzzi và một thác nước. Nơi đây bao gồm các kiến trúc phụ như là sàn nhảy, sân bóng đá, phòng chơi bia, nhiều phòng ngủ có giường cỡ lớn, các thiết bị điện tử tân tiến nhất thời bấy giờ và phòng bếp quy mô như một nhà hàng. Bên cạnh đó là các phòng tiếp khách, phòng tập thể dục, thư phòng, tất cả đi kèm hệ thống báo động tinh vi. Hàng tuần, xe tải sẽ tới nhà tù để tiếp tế nhu yếu phẩm cho Pablo Escobar và đội cận vệ. Gia đình, bạn bè và đối tác đến thăm Pablo vài lần một tuần. La Catedral có đặc điểm của một pháo đài nhiều hơn là nhà tù, vì dựa vào đây, Pablo Escobar có thể ngăn chặn kẻ thù tiếp cận từ bên ngoài và tiếp tục hoạt động tội phạm, thay vì khóa mình lại ở bên trong. Năm 1992, Pablo Escobar cho dẫn giải 4 thuộc hạ tới La Catedral để tra tấn và sát hại do mâu thuẫn về tài chính. Sự việc này đã khiến chính quyền Colombia quyết định chuyển tên chùm ma túy sang một nhà tù thông thường và bỏ qua cho hành vi giết người của hắn. Khi nghe tin này, Escobar lập tức trốn thoát. Một năm rưỡi sau, vào ngày 12 tháng 12 năm 1993, 600 lính tinh nhuệ đã truy bắt và bắn hạ Escobar. Kể từ đó, nhà tù La Catedral cùng nhiều tài sản khác bị bỏ hoang và trở thành điểm đến của những người săn kho báu. Mỗi người đến đây đều lấy đi một viên gạch hoặc các vật dụng khác, khiến nhà tù chỉ còn trơ lại phần móng. Ngày nay, chính phủ Colombia đã trao La Catedral cho một nhóm tu sĩ và nơi này hiện đang được sử dụng như một tu viện. 4. Chính trị gia tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng trong tù trong 2 ngày. Nhà tù La Picota là một nhà tù nổi tiếng ở Bogota, Colombia, nơi mà cuộc sống tù tội thường vô cùng u ám, trừ khi bạn là người có tiền. Điển hình là Juan Carlos Martinez, một cựu thượng nghị sĩ có thế lực ở Colombia, bị kết án buôn ma túy và liên kết với các nhóm nổi loạn. Cuối cùng, Martinez bị kết án 7 năm rưỡi tại La Picota và người dân hy vọng rằng chính trị gia tham nhũng này sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Thế nhưng họ đã nhầm. Thay vì lao động khổ sai, Martinez lại tận hưởng một cuộc sống xa hoa sau song sắt, đến mức hắn thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật ngay trong tù. Bữa tiệc kéo dài 2 ngày với 34 khách mời, bao gồm cả vài ngôi sao nổi tiếng. Nhạc sĩ, thức ăn và rượu được lén đưa vào nhà tù để phục vụ cho buổi tiệc, vượt xa một màn ăn mừng thông thường. Không dừng lại ở đó, để mở rộng không gian cho phòng giam sang trọng của mình, Martinez còn cho phá bỏ bức tường ngăn cách với phòng giam bên cạnh. Khi tin tức về bữa tiệc xa hoa này lan truyền, nó đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Người dân Colombia yêu cầu chính phủ chấm dứt sự đối xử đặc biệt với Martinez. Năm 2012, dưới áp lực của công chúng, Martinez đã bị chuyển khỏi La Picota đến một nhà tù khác. 3. Phòng giam đặc biệt dành cho gia đình. Nhà tù tiếp theo trong danh sách của chúng ta rất khác lạ. Đó chính là nhà tù Aranjuez ở Tây Ban Nha, nơi duy nhất có phòng giam dành cho gia đình và cha mẹ có thể ở cùng con cái trong thời gian thụ án. Ví dụ như trường hợp của cậu bé Victor Manuel Lozano 2 tuổi vẫn được sống với bố mẹ, một tên tội phạm giết người, và cha, một kẻ buôn ma túy. Mỗi phòng giam gia đình rộng 45m2, được trang bị đầy đủ giường đôi, một chiếc nôi với vô vàn những món đồ chơi khác nhau, một phòng tắm nhỏ. Bên ngoài còn có một sân chơi cho trẻ em. Ngoài ra, những đứa trẻ được cung cấp loại sữa phù hợp và giàu dinh dưỡng nhất. Bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe của chúng 2 lần một tuần. Trẻ em chỉ có thể ở lại nhà tù Aranjuez cho đến khi chúng tròn 3 tuổi. Sau sinh nhật lần thứ 3, các bé sẽ được đưa đi nhờ người thân nhà tù chăm sóc hoặc gửi đến các cơ sở dịch vụ xã hội và cha mẹ sẽ quay lại phòng giam bình thường. Những năm tháng đầu đời của trẻ rất quan trọng
và nhà tù Aranjuez muốn đảm bảo rằng mọi đứa trẻ đều có thể cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, ngay cả khi cha mẹ của chúng đang phải chịu cảnh tù tội. Tuy nhiên, sự thoải mái trong những phòng giam gia đình tạo cơ hội cho gian lận. Nhiều nữ tù nhân có con sắp 3 tuổi liền cố gắng mang thai để có thể được tiếp tục ở trong phòng giam gia đình. 2. Nhà tù sang chảnh Halden, Na Uy. Ở các quốc gia Bắc Âu, người ta cho rằng những hình phạt hà khắc không giúp cải tạo con người, trong khi việc đối xử nhân đạo với tù nhân có thể tăng cường cơ hội tái hòa nhập xã hội cho họ. Vì vậy, chính quyền sẵn sàng chi nhiều tiền để xây dựng những nhà tù đặc biệt xa hoa. Nằm trên một khu vực rộng 30 hectare ở phía đông nam của đất nước Na Uy, Halden được biết đến là nhà tù sang chảnh với đầy đủ tiện nghi và có thể giam giữ khoảng 252 tù nhân. Nhà tù Halden có các cửa sổ làm bằng kính không thể phá vỡ. Hơn nữa, để tránh cảm giác tù túng, người ta trồng cây cạnh các bức tường quanh nhà tù vốn cao 6 mét được làm từ bê tông. Các phòng giam đều được trang bị TV màn hình phẳng, nội thất trang trí, tủ lạnh và phòng tắm riêng. Điều khiến ai cũng thắc mắc ở đây chính là sự vắng bóng của những song sắt như những nhà tù khác trên thế giới. Vào ban ngày, các tù nhân có thể bán bia, leo núi nhân tạo, chạy bộ hoặc đá bóng. Hơn một nửa số nhân viên an ninh ở đây là nữ và họ không hề đem súng bên mình. Nhà tù cũng trang bị thư viện, nhà cầu nguyện hay cả studio. Dù được trang bị đầy đủ tiện nghi như một khách sạn, nhưng nhà tù Halden lại là nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất ở Na Uy. 1. Nhà tù sướng nhất thế giới Bastoy. Một nhà tù sang chảnh khác ở Na Uy được mệnh danh là nhà tù sướng nhất thế giới. Tọa lạc trên hòn đảo Bastoy, ngoài khơi bờ biển Oslo, Na Uy, nhà tù Bastoy đang giam giữ hơn 100 phạm nhân với các tội danh nguy hiểm nhất như buôn ma túy, giết người, phạm tội tình dục. Mọi người có thể sẽ cho rằng các tù nhân phải bị quản giáo khắc nghiệt, nhưng sự thật là họ cứ như đi nghỉ dưỡng vậy. Xung quanh hòn đảo không hề có những bức tường dây thép gai hoặc hàng rào điện, cũng như chẳng có lính canh hay chó tuần tra, càng không có các xà lim với song sắt. Các tù nhân được sống trong những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sơn màu rực rỡ, với thú vui chăm sóc động vật, trồng trọt, chặt gỗ, cùng nhiều hoạt động tiêu khiển khác. Thậm chí còn có hẳn một bãi biển để tù nhân tắm nắng trong mùa hè, hồ câu cá, ngựa để cưỡi, phòng tắm hơi hay là sân tennis. Một tù nhân cho biết, anh ta được phép rời đảo trong kỳ nghỉ 18 ngày mỗi năm để thăm đất liền, cách đó chỉ 4 km, vẫn đủ gần để bơi tới. Thực đơn cho bữa tối cũng khá phong phú, ngang với nhà hàng 5 sao, có cá viên chiên sốt kem, gà quay kiểu Mexico, tôm nướng, cá hồi bỏ lò. Với mỗi ngày làm việc, phạm nhân còn kiếm được 10 đô la, tức là 250.000 đồng, và nhận trợ cấp thực phẩm hàng tháng để tự chuẩn bị bữa ăn, bởi họ phải tự túc nấu bữa sáng và bữa tối. Nhà tù Halden được vua Harold I thành lập, được coi là nhà tù an ninh tối đa và nhân văn nhất thế giới, với tổng mức đầu tư lên tới 252 triệu đô, tương đương khoảng 6,4 tỷ đồng. Với diện tích hơn 1 triệu mét vuông, tù nhân ở đây có thể mặc quần áo riêng và tự do di chuyển trong khuôn viên. Nhà tù này còn có một phòng thu âm chuyên nghiệp, nơi các giáo viên hướng dẫn phạm nhân chơi các nhạc cụ như guitar, piano và trống. Họ học cách sáng tác và sản xuất âm nhạc. Một số nhóm tù nhân đã ra đĩa CD thu âm chính tác phẩm của mình. Hơn một nửa số nhân viên an ninh ở đây là nữ và họ không hề đem súng bên mình để tránh tạo ra những khoảng cách với sự khó chịu, uy hiếp. Không những thế, họ còn thường chơi thể thao hoặc dùng bữa với phạm nhân, còn kẻ phạm tội lại được phát chìa khóa phòng giam, cứ như thể đó là nhà của mình. Tuy nhiên, nhà tù Bastoy không phải là nơi hoàn toàn tự do và có những quy tắc phải tuân theo, đó là không bạo lực, không rượu bia và ma túy. Có một sự thật, đó là Na Uy có tỷ lệ tái phạm tội thấp nhất thế giới. Kết quả đáng ngạc nhiên cho thấy, chỉ gần 16% phạm nhân thụ án tại Bastoy tái phạm trong vòng 2 năm sau khi được thả, so với tỷ lệ trung bình là 20% của Na Uy và 70% của cả châu Âu. Bastoy là một nhà tù xa hoa, nhưng không phải tất cả tù nhân đều là người giàu. Mặc dù có nhiều tội phạm triệu phú muốn được chuyển đến đây, chính phủ cố gắng giữ sự công bằng và mở cửa cho tất cả những ai đủ điều kiện, dù họ không giàu có. Vậy là chúng ta đã khám phá xong 8 nhà tù sang chảnh bậc nhất thế giới, nơi mà những tù nhân giàu có và quyền lực sẵn sàng chi tiền hối lộ quản ngục để biến phòng giam thành khách sạn tiện nghi. Có những tù nhân thậm chí tự xây dựng nhà tù cho riêng mình, trong khi có những nhà tù ngay từ đầu đã được chính phủ thiết kế xa hoa. Điều này cho thấy rằng dù là ở trong tù, người ta vẫn có thể sống trong nhung lụa, đặc biệt là với người có tiền, có quyền. Nhà tù nào khiến quý vị ấn tượng nhất và cho là xa hoa nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Câu lạc bộ tỷ phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.